thời buổi nào rồi mà còn lọ mọ nấu bồ kết với Hà Tu Ô để mà nuôi tóc nữa. Công nghệ bây giờ tiên tiến và hiện đại lắm rồi. Muốn nuôi tóc đẹp chỉ cần chọn đúng sản phẩm, vừa dùng tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian. Đối với Ngân Quỳnh nè, muốn tóc dày đẹp thì Quỳnh chọn Thick and Fit. Tầm tuổi của Ngân Quỳnh bây giờ á, gội đầu thôi vẫn không ăn thua gì. Phải bổ sung dưỡng chất bằng đường uống nữa thì mới đủ mạnh để duy trì một mái tóc vừa dày vừa chắc khỏe như hiện tại. Những ai đã chật vật tìm cách mọc tóc mà vẫn chưa có kết quả ngon á, thì tham khảo cách này của Ngân Quỳnh nha. Biện pháp nhẹ không mọc được thì bây giờ mình dùng tới cả bộ giải pháp riêng biệt. Chuyên sâu nè, tập trung nuôi tóc rồi thì chắc chắn tóc sẽ mọc được. Bảo đảm với mọi người cứ dùng theo bộ sản phẩm này một liệu trình. Dính biệt thưa hói, rụng tóc, hói chữ M, hói cây thông, rụng tóc mãn, rụng tóc do tiền mãn kinh. Dùng là mọc, hiệu quả trên tất cả mọi nguyên nhân gây ra rụng tóc. Quỳnh đã gắn bó với bộ sản phẩm Thick and Fit này hơn nửa năm nay rồi. Và chi tiết sao mà mình không biết tới loại này sớm hơn. Nếu biết sớm là Quỳnh không phải khổ sở tìm cách níu kéo mái tóc dày như thời ngày xưa nữa. Các bạn biết không, hồi xưa tóc của Quỳnh nó dày lắm. Nhưng không biết thời gian trôi qua cách nào mà tóc mình càng ngày càng thưa dần. Nó thật chứ khổ lắm các bạn ơi. Các bạn biết không, trước đó để mà chăm sóc thì Quỳnh phải đầu tư rất nhiều thời gian để mà thử kết hợp dùng nhiều loại dầu gội, dầu xả và tinh dầu cùng một lúc luôn. Được một thời gian thì mình cảm thấy vấn đề không chỉ ở cái dầu gội mình đang dùng mà nó còn đến từ bên trong cơ thể. Do cơ thể của Quỳnh nội tiết tố không có ổn định và khả năng tổng hợp các chất dinh dưỡng của cơ thể bị suy giảm, cho nên khả năng cung cấp không có đủ dinh dưỡng để mà nuôi tóc nữa. Cảm giác tóc mình càng ngày càng yếu nè, dễ gãy rụng, đã vậy còn xuất hiện rất nhiều tóc bạc nữa. Lúc mà Quỳnh chải tóc thì Quỳnh cảm thấy nè, ở trong lược á, quá trời tóc rụng luôn, rồi chung quanh bàn trang điểm, rồi mà ở mấy cái góc nhà nữa, nhà của Quỳnh lại gạch trắng, đi đâu cũng thấy tóc rụng đầy hết trơn. Trời ơi, lúc đó Quỳnh cảm thấy nó rất là buồn luôn á. Rồi sáng nhìn vào trong gương thấy cái hốc mắt của mình nó đỏ nè. Là phụ nữ mà, sợ thêm tuổi, sợ mặt nhăn, sợ tóc rụng. Không có chị em nào mà sợ đẹp bao giờ cả, đúng không? Lúc đó Quỳnh cảm thấy rất là buồn luôn á mọi người. Người ta nói mái tóc là gốc của con người, mà nó cứ rụng như hoài á, thì chẳng khác nào giống như là tróc gốc luôn á. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, thì Quỳnh thấy một bài chia sẻ chăm sóc tóc của một chị Việt Kiều bằng Thick and Fit. Chị ấy đang sống bên Hoa Kỳ, mà lại cực kỳ thích bộ Thick and Fit luôn. Chị dùng loại này suốt hơn nửa năm, xong ha, tóc của chị là thoát hói nè, mà lại còn cải thiện, tóc không còn bạc sớm nữa. Xong rồi á, thì Quỳnh cũng tìm hiểu mới biết là Thick and Fit này đã được nhiều người tin dùng suốt 2-3 năm nay rồi. Ai dùng xong thì cũng phản hồi là loại này mang đến nhiều tác động tốt cho mái tóc, thoát khỏi tình trạng rụng tóc, hói đầu. Dù nặng dù nhẹ chỉ cần dùng Thick and Fit trong 3-6 tháng, hết hẳn rụng tóc, mọc tóc nhanh, kích thích tóc mọc dày hơn, giúp tóc bóng mượt, đen nhánh, giảm sơ rối, dẻ ngọn. Thick and Fit đúng là chân ái của các chị em phụ nữ nếu giữ mái tóc thời thanh xuân của mình. Mỗi người đều có cách chăm sóc tóc khác nhau, nhưng riêng với Ngân Quỳnh thì Ngân Quỳnh chưa từng thấy hãng nào đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về chăm sóc tóc như là Thick and Fit này. Thick and Fit là bộ sản phẩm có công dụng nổi bật nhất, kích thích mọc tóc siêu mạnh mẽ. Thick and Fit có thể khắc phục được tình trạng từ rụng tóc nè, hói đầu nè, cải thiện chất tóc yếu, tránh tóc sơ rối, hạn chế chẻ ngọn, thoát khỏi da đầu bóng dầu nhờn rít. Do đó, Thick and Fit hoàn toàn phù hợp với người gặp các vấn đề như là tóc dễ rụng nè, hói đầu nè, tóc yếu sơ rối, chẻ ngọn, da đầu nhờn rít. Người muốn nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, bóng mượt, người muốn sở hữu mái tóc dày đẹp tự nhiên, không cần đi tiệm cấy nang tóc. Muốn hết rụng tóc thì dùng Thick and Fit, sau 1 tháng là không còn tình trạng rụng tóc tái diễn. Muốn mọc tóc dùng loại này thì đúng là chân ái luôn nha mọi người. Sau 3 tháng thì thấy hiệu quả tóc mọc rõ ràng luôn. Muốn nuôi tóc chắc khỏe hơn cũng được, nuôi tóc bóng mượt, hết sơ khô, chẻ ngọn cũng ok. Dùng làm sạch và chăm sóc da đầu cũng ok, vì loại này không chứa quá chất độc hại nào cho mái tóc và da đầu. Thick and Fit có cặp gội xả thiết kế riêng cho chị em phụ nữ, có công dụng làm sạch da đầu rất là dịu nhẹ.
mùi hương thì ngọt ngào quyến rũ, hoàn toàn không có mùi của thảo dược đâu nha. Chỉ có một điểm trừ là Thick and Fit không dùng để trị nấm da đầu đâu nha. Mọi người ơi, nếu mà ai bị nấm thì nên dùng các loại chuyên trị nấm da đầu trước. Sau khi hết nấm da đầu rồi thì mình có thể dùng loại này để vừa duy trì giữ cho da đầu sạch sẽ, khô thoáng, vừa là nuôi dưỡng để kích thích mọc tóc khỏe mạnh trở lại. Quỳnh đã tìm hiểu Thick and Fit đem lại công dụng tuyệt vời như vậy là vì nhãn hàng thấu hiểu rõ bản chất làm sao để cho một mái tóc phát triển khỏe mạnh, không chỉ cần giữ môi trường lành mạnh cho tóc phát triển mà còn quan tâm đến việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho tóc hình thành khỏe mạnh ngay từ khi còn là các tế bào mầm nằm bên trong nang tóc. Cả bộ sản phẩm Thick and Fit đã được thiết kế với các dạng sản phẩm cần thiết nhất, tạo nên combo chăm sóc tóc đầy đủ và toàn diện nhất. Đầu tiên là cơm uống. Đây, cung cấp dinh dưỡng và nuôi tóc từ trong cơ thể, hỗ trợ bổ thận, bổ huyết và cải thiện tình trạng tóc bạc sớm. Cơm uống này có bộ công thức độc nhất mà chưa có hãng chăm sóc tóc nào ứng dụng được. Đó chính là thành phần Proteoglycan chiết xuất từ sụn mũi cá hồi Nhật Bản. Thành phần này đã được nhiều nước trên thế giới như là Nga, Nhật, Mỹ, Ấn Độ và một số nước khác thuộc khu vực châu Âu cấp bằng sáng chế cho công dụng ức chế rụng tóc và kích thích mọc tóc. Bên cạnh đó có các thành phần từ thảo dược như là kỷ tử, hà thủ ô đỏ, tan thầm, huyền sâm, các vitamin cực kỳ cần thiết cho mái tóc như là biotin, vitamin B5 nữa. Cơm uống có bộ công thức rất là công phu, từ đó trở thành là sản phẩm chủ lực giúp tóc mọc mạnh mẽ nhất trong cả bộ sản phẩm Thick and Fit này. Tiếp theo là bộ sản phẩm giúp tóc mọc đáng lưu ý nhất, đó chính là xịt mọc tóc chuyên sâu. Đây là sản phẩm cung cấp dưỡng chất cho nang tóc từ ngoài da đầu thấm thấu vào trong nang tóc. Được ứng dụng công nghệ siêu vi nano tách chiết các thành phần thành các hạt siêu nhỏ thấm thấu nhanh qua da đầu, giúp cho khi mà mình dùng xịt lên da đầu và các dưỡng chất sẽ thấm siêu nhanh qua da đầu vào tới các nang tóc để kích thích mọc tóc hiệu quả nhất. Và tiếp sau đây là bộ dầu gội dầu xả nha. Dầu gội thì làm sạch bã nhờn, dầu thừa trên da đầu rất là hiệu quả. Khi mình đi ra đường về đi tới những nơi bụi bẩn và nắng nóng, về tới nhà là mình phải gội đầu cho thật sạch nha, tránh bích tắc gây ngứa da đầu nè. Còn dầu xả này nha, cải thiện cấu trúc tóc rất là tốt luôn, giúp cho tóc mình bóng mượt hạn chế khô sơ chẻ ngọn. Xả này dùng rất là mềm tóc lắm nha mọi người. Mùi hương thì rất là thơm nữa. Mỗi lần gội xả xong là cảm giác tóc vừa mềm vừa thơm, phải nói là rất là ưng ý luôn đó nha. Với một bộ sản phẩm công phu như vậy thì Ngân Quỳnh hoàn toàn tự tin, đảm bảo để lấy uy tín của mình ra để giới thiệu bộ sản phẩm Thick and Fit này. Cam kết là hàng chính hãng, cam kết uy tín, cam kết an toàn, không chứa hóa chất độc hại. Đối với Ngân Quỳnh, Thick and Fit còn hơn cả một sản phẩm mọc tóc thông thường. Thick and Fit đang là top đầu của châu Á trong lĩnh vực mọc tóc. Thick and Fit là chìa khóa mọc tóc trở lại đầy sức sống, bất chấp tuổi tác. Tính của Ngân Quỳnh là như vậy, có nghĩa là mình biết được cái gì tốt nhất, cái sản phẩm nào nó có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp của mình thì Ngân Quỳnh sẽ lan tỏa tới các chị em phụ nữ. Không phải chỉ riêng phụ nữ mà nam giới cũng vậy. Hiện tại bây giờ thì rất là nhiều người khổ sở về cái mái tóc của mình, nhất là bên phía diễn viên. Đi quay cả ngày nắng nóng rồi keo xịt lên rồi đứng dưới ánh nắng, phải gọi là sức khỏe của mình tuyệt quệ, thì cái sức khỏe nó ảnh hưởng tới mái tóc rất là nhiều. Chẳng những bạn bè của mình mà về sau nếu như Ngân Quỳnh có con dâu thì Ngân Quỳnh cũng khuyên và Ngân Quỳnh chỉ cho con dâu cái cách để làm sao để cho giữ gìn sắc đẹp cũng như là sức khỏe của mình. Vì phụ nữ sau khi sinh thì cái nội tiết tố nó giảm rất là nhiều. Nếu mà mình không có bổ sung vitamin vào bên trong thì tóc cũng dễ gãy rụng rồi da cũng dễ khô nữa. Cho nên là mình phải chăm sóc ngay từ bây giờ. Và hơn hết, về chất lượng và mức độ an toàn sản phẩm đủ để Ngân Quỳnh tin tưởng cho cả gia đình mình sử dụng. Loại này thì chất lượng uy tín khỏi phải bàn. Mặc dù có sản phẩm uống trực tiếp vô cơ thể nhưng không sợ có tác dụng phụ nào không mong muốn. Thành phần cực kỳ an toàn, lành tính, chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn cho da đầu và tóc, không gây kích ứng cho da đầu và cơ thể. Loại này được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Nguyên liệu thì được lấy từ vùng trồng đạt chuẩn GACP nữa đó mọi người. Chưa đâu, sản phẩm còn có giấy tờ kiểm chứng chất lượng từ nhà máy cho tới sản phẩm.
Đây, Ngân Quỳnh lấy cho mọi người xem nha. Mọi người lên trên website của nhãn hàng cũng xem được rõ ràng nha. Đây là phiếu kiểm nghiệm đầu tiên. Tất cả đều đúng và đạt, không có bất cứ thành phần nào gây hại cho sức khỏe, an toàn tuyệt đối. Và đây, đây là giấy công bố sản phẩm do Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y tế cấp, đảm bảo an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và đây, đây là tờ số 3 nè. Chứng nhận nhà máy đạt chuẩn GMP. Đây là tiêu chuẩn quốc tế cho thấy là nhà máy thực hành sản xuất tốt, từ nguyên liệu chế biến cho tới đóng gói đều đảm bảo đạt chuẩn. Và kế tiếp, số 4, giấy FDA cấp thể hiện rằng Thick and Fit đã được FDA đánh giá và tuân thủ đúng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. Thick and Fit đủ cả các tiêu chuẩn xuất cả vào thị trường Hoa Kỳ. Nếu như vậy thì hiểu độ xịn sò như thế nào rồi nha các bạn. Sản phẩm uy tín, chất lượng, hiệu quả đem lại rất cao, hiệu quả rõ rệt chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Các sản phẩm trong bộ còn có cách sử dụng vô cùng đơn giản, tiện lợi. Sẵn đây thì Ngân Quỳnh nói cho mọi người biết luôn nha, gội xả thì mọi người cứ dùng như là bình thường thôi, không có gì thay đổi. Chỉ có một lưu ý nha, là loại này chất lượng thành phần rất là đậm đặc luôn, cho nên lúc xài mọi người chỉ bấm lấy vừa đủ thôi, không cần lấy nhiều như các loại khác. Bấm lấy nhiều dùng chỉ thêm lãng phí. Một chai như vậy thì mình dùng tới 3 tháng liền nữa nha. Mình chỉ cần dùng sao cho hợp lý thôi. Còn cái loại xịt này nè thì mọi người nên chú ý, trước khi xịt cho chúng ta phải lắc đều lên. Rồi là chúng ta sẽ dạch lên từng lớp tóc, xịt 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 lên. Đó, cứ dạch từng líp tóc và xịt vô, xịt vô, xịt vô, xịt vô, xịt cho nó đều đi. Rồi mình dùng 10 đầu ngón tay nè, mình massage. Nhớ là dùng cái ngón nha, chứ đừng có dùng cái móng. Nếu mình dùng móng thì nó sẽ bị tổn thương cái da đầu không tốt nha. Đó, cứ massage như thế này hoài thì cái dưỡng chất nó mới thấm thấu vào cái da đầu của mình. Và cái da đầu của mình nó đưa cái dưỡng chất vào thì tóc nó mới tốt được nha mọi người. Còn cốm này rất là đơn giản nha mọi người. Đây, người ta đã chia ra từng gói nhỏ như thế này. Ngân Quỳnh lúc nào cũng mang theo bên người hết. Một ngày chỉ 2 gói thôi. Sáng 1 gói, chiều 1 gói. Và mình uống sau khi ăn 30 phút cho đến 1 tiếng nha. Bây giờ Ngân Quỳnh uống cho mọi người xem nè. Cái lượng nước thì mình cho chừng này thôi. Mình cứ việc mình tháo ra. Đây. Rất là dễ luôn. Đã chia sẵn thành từng gói như thế này. Mình chỉ cần đổ một cái lượng nước, hoặc mình đem theo cái bình mà giữ nhiệt đó. Đi đâu mình cũng chê, mình cũng pha như thế này. Mau tan lắm. Còn cái quan trọng như nè, có nhiều người họ nghe cái mùi vị khó uống là họ không có uống được. Cái mùi vị rất là dễ uống nha mọi người. Ngay cả con nít nghe còn thích nên đừng nói là người lớn. Ngân Quỳnh rất là khó uống thuốc luôn. Chỉ cần cái mùi vị gì mà nó hơi ngán ngán một tí là không uống. Nhưng mà cái mùi vị này rất là ok luôn nha. Cái mùi rất là thơm mà hình như là có cái mùi gừng ở trong đó vậy đó. Rất là ok luôn. Mọi người ơi, mọi người cứ dùng thử đi. Xem đúng là Ngân Quỳnh review có chính xác hay không. Nói có sách mách có chứng hay không. Đó, bây giờ mọi người nhìn mái tóc của Ngân Quỳnh hiện tại đi. Bây giờ ở tầm tuổi này rồi, phải gọi là U50. Là Ngân Quỳnh năm nay là 60 tuổi rồi mà mái tóc vẫn dài như thế này ha. Đó, Ngân Quỳnh để mình Ngân Quỳnh nè, làm cho mọi người xem nè. Nó vẫn suôn mượt nè, và nó rất là chắc nè, và đen bóng cực kỳ luôn nha. Lúc trước đó, mà khi mà Ngân Quỳnh gội đầu vừa xong là thấy ở trong khăn rất là nhiều tóc. Nhưng bây giờ á, nó đã giảm rõ rệt, chỉ còn thấy mấy sợi thôi nha. Còn chải tóc á, đó, mỗi khi là mọi người chải tóc thì thấy trong lượt quá trời tóc rụng trong đó. Nhưng bây giờ đã giảm hẳn, chỉ còn có mấy sợi thôi. Nhất là sáng khi ngủ dậy, trên nền nhà không còn rụng tóc nhiều như trước kia nữa. Đúng là Thick and Fit, siêu mọc tóc, tái tạo tóc khỏe mạnh. Sản phẩm chuyên biệt dành cho những ai đang bị rụng tóc, hói đầu, muốn nuôi lại tóc.
Từ nay, không còn phải chật vật, vất vả tìm cách mọc tóc, không còn phải mặc cảm tự ti ngại giao tiếp. Thích and Fit chỉ mất từ 3 cho đến 6 tháng để lấy lại sự tự tin quyến rũ cho bản thân. Thích and Fit giờ đã giao hàng khắp toàn quốc và quốc tế rồi. Dù mọi người có đang sinh sống và làm việc tại đâu thì cũng hoàn toàn có thể mua được hàng Thích and Fit chính hãng nha. Thời buổi công nghệ hiện đại, mua hàng trên mạng là quá tiện lợi rồi. Ngồi tại nhà gọi hotline đặt hàng thôi. Trong nước ship chỉ mất 2-3 ngày, quốc tế chỉ 10 ngày sau là nhận được luôn rồi nha cả nhà. Mà hàng này là mình trực tiếp mua từ tay nhà sản xuất luôn nha. Ngoài ra thì cái này ai chưa biết thì Ngân Quỳnh sẽ chia sẻ luôn là chỉ có tại các thị trường quốc tế Thích and Fit mới có đại lý phân phối chính hãng thôi. Còn tại Việt Nam thì Thích and Fit chưa có ủy quyền cho bất cứ một đại lý phân phối nào cả. Chính sách giá bán thì đều được thống nhất, không có cái chuyện mà chênh lệch giữa giá bán từ nhà sản xuất với giá bán sỉ lẻ tuyển từ bên ngoài. Thích and Fit luôn được niêm yết giá bán từ trên website, hoàn toàn công khai minh bạch. Do đó nếu ai tự nhiên thấy giá bán giảm sâu, rẻ bất ngờ thì phải cần đặt ra câu hỏi liệu mình có đang mua hàng chính hãng hay không. Chất lượng nó luôn đi đôi với giá thành. Không phải tự nhiên mà có miếng bánh ngon từ ở trên trời rơi xuống đâu nha cả nhà. Vậy bây giờ mình muốn mua hàng mọc tóc Thích and Fit chính hãng thì mua ở đâu? Ngân Quỳnh bật mí 3 cách cho mọi người nghe nha. Cách thứ nhất, gọi ngay hotline đang chạy trên màn hình. Cách thứ hai, inbox ngay fanpage để được tư vấn viên hỗ trợ. Cách thứ ba, để lại số hotline tại video của Ngân Quỳnh nha. Thích and Fit chính hãng, hết rụng thật, mọc tóc thật. Tìm tới Thích and Fit ngay từ hôm nay để níu giữ được mái tóc thanh xuân như Ngân Quỳnh nha quý vị.